Ok nhá, xin chào tất cả các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta tiếp tục quay trở về game Naruto đại chiến nhá. À quên, thế này gọi là ninja đại chiến không? Bây giờ trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh hộ cho mình. Ở đây đầu tiên mà vào game thấy đây phần thưởng có treo đầy, nên bảo các bạn có khi game có thưởng có treo quà, các bạn cũng phải vào thường xuyên một tí xíu nhận quà. Đây vào cái bình này ở chỗ cái dương à. Đây nhận qua chút cái quà tăng nhé. Rồi ok, đây là nhận sơ quà chút xíu này. Ê mấy vệ hôm nay server chơi test nên mình sẽ không chơi kỹ tất cả mọi thứ đâu, chỉ điểm qua một số thứ nhất định thôi. Ở cái quà này nó tính liền tù tì qua các ngày hay là mỗi ngày xem một lần? Hình như cái này chỉ được một lần. Chỉ được một lần duy nhất thôi, chứ on đủ lâu nhận đâu. Thì nó sẽ hơn một tiếng đấy, chứ không phải một tiếng đâu, mà sẽ hơn nhiều. Ở đây như mình đủ hết rồi, để nhận luôn đây này. Rồi ok, tiếp tục hôm nay ta sẽ triển cái gì Hiếu nhỉ? Xem thử tí bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng chỗ nào nhỉ? Và đại sảnh à? Bảng xếp hạng đây. Cái bên hình như cục. Rồi lại tí mấy tí đồng. Rồi ok, được tí đồng này. Cái đồng rất là thiếu nhé, nhấn mạnh vậy. Thì đây có cái gì không? À, cái cục, cái cục kế bên. Đây. Hôm qua có kết bạn bạn trà trà chanh cam xả, mình tưởng là trà đào và trà xanh. 6.2 triệu. Mình cũng muốn tham khảo tí là mốc để sau được tới đua server kia xem thế nào. Trà đào cam xả. À, không, trà đào dưới hình như mình trước mình chết với bạn trà đào, bạn trà chanh với khác. Đào thử xem độ thật của tóc này. Đi tham khảo bạn tí. Ở đây top 1 thì người ta đang chơi là Naruto hệ phong này. Người ta chơi toàn team hệ phong là chính, ba con hệ phong. Ta chơi UR, đang chơi ấy à, chơi Gaara dạng lên Kamiyaze. Ê, mẹ của lùa của Naruto. Thế này Hinata với lại dạng Naruto lục đạn. Thế hình như thằng nào phải chơi vào đấy đấy, con này vẫn cao đúng không? Gần như thằng nào sẽ chơi con này đầu tiên thôi. Thế ở cái thời điểm mình làm video nhé, còn về sau thì nó ra con mới hoành tráng hơn thì không biết. Và thời điểm này mình thấy là nhìn sơ qua là biết là thằng nào cũng có này trội hết hẳn. Chẳng qua người ta đầu tư tài nguyên thêm mấy con bên cạnh thôi. Còn con pet ở đây người ta dùng con mèo nên chắc là tỷ lệ cao, nhiều khả năng là đợt tới mình sẽ con Kukuro, Kamaru này. Con này ở chỗ nào trong trong phim mình thì không nhớ lắm. Mình thực sự mình không nhớ con này đâu, coi hay có một số cái tập đi bắt mèo, không biết có phải con mèo đấy không thì không nhớ, nhưng mà về cái con nổi bật thì con này không nổi lắm. Mình cứ tưởng pet thì bắt những con như Kurama thứ linh tinh cho ngầu đấy, có vẻ nó không chưa thấy, có thể tương lai sẽ có. Nhưng đấy mình sơ qua đội hình ông top 1, có cần kiểm tra thêm ông khác không? Để mình làm cái ước thức thức đo đó cho cái về sau mình chơi nhé. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ làm cái gì nhỉ? Chắc làm nhiệm vụ hàng ngày thôi. Nhiệm vụ hàng ngày dẫn mấy cái quà linh tinh ngày hôm nay. Chắc hôm nay mình sẽ mua ít cái gói quỷ rồi nhỉ. Mua tí gói quỷ đi, nay có tí tiền. Ở chỗ nào nhỉ? Cái quỷ. Rồi bấm rồi mua. Cái này là 150 chia đôi 70.000 à? 75.000. Giờ cái game này là bạn sẽ nhập một đống coin trong cái ví nhé. Đó là dùng bao nhiêu trừ bớt thì bấy nhiêu. Nên là có thể bạn ví dụ bạn đạt 1 triệu xong bạn tiêu dần cũng được. Để nhận thưởng này. Này nó cho lại được một con UR chọn này. Ừ, con UR thì chọn cái ở dưới thượng đẳng. Thượng đẳng ở đây 100.000. Ừ. Thường chơi game thì dưới 500 là bình thường nhé. Còn trên 500 phải suy nghĩ thì nhận thưởng nhé. Ừ. Đấy, cho từng ngày một đúng không? Ừ đúng rồi. Rồi ok. Có phải nhận lần hai không? Dương thì nạp thì nhận mấy cái quà nạp không? Quà nạp ngày dưới. Nạp lần đầu tiếp lại. Ừ, cái này nhận tiếp. Cái này hôm qua mua rồi đúng không? Chỉ nhận thêm thôi. Book cho mình thấy ít đồ. Nạp ngày sự kiện. Tích nạp ngày này. Nhận nốt với cái thưởng cho hết. Rồi tiếp tục tích nạp tuần. Nói chung là game này tích nạp nhiều, nếu xác định nạp thì nên tính một tí là sao cho được nhiều quà nhất nhé. Tuần này đang chơi phứa phứa tí mấy gói đầu đầu thôi. À, quên nhầm. Đây tiếp tục là lễ hội mùa hè. Cái này hôm qua các bạn tương tác đập trứng là bỏ cái này à? Ừ. Thì bạn bảo đập cái gì nhỉ? Hôm qua mình không hiểu. Đập cái trứng rung rung thì ra quà lớn. Thế hôm qua mình đập bừa. Nhưng mà đa số mình sẽ đập hết thôi. Tại vì búa này trong đây cũng dễ kiếm nên là đập tất cả rồi nó trúng cái. Thì đập tất cả là nó sẽ trúng 6 trứng thôi. Ừ. Ôi mà đây như đây cho miễn phí một lần hay sao mà đây chỗ này thấy không. À. Búa à. Tính ở chỗ nào nhỉ? Như búa nó chỉ hiển thị ở có. Tức là trong túi đồ nó không hiển thị ở đây đúng không? Ừ, đúng rồi. Vậy đập 6 là đập hết luôn rồi 6 không? À, vậy thì kiểu gì chả đập trúng cái đây đúng không? Ừ. Vậy thì cũng không cần quan tâm nhiều. Tức là cái quả lúc lắc nó sẽ đẹp hơn, nó có xác suất cao hơn chút. Cái này đập ấn tiếp là cái kiểu hết rồi. Ừ, cái đập
kể ra game nó hiển thị mình dựng búa sẽ ok hơn nhé, vì đây hiển thị có một rồi nhưng thực ra bản chất là thì có nhiều hơn một đúng không? Rồi tiếp tục sang bên chỗ Triệu hồi đi game này cứ ấn miễn phí rồi. Mình không biết là sau này game có bận rộn hay không nhé, nhưng ở cái thời điểm đầu ấy thì thực sự ra là game này rất tiện cho mình chơi vì nó không có nhiều, nó không có nhiều thứ phải theo thời gian ấy, mình chơi nhiều game nhiều khi mình căn giờ cũng dễ. Cái này mình đập hết chợ của mấy cái này đúng không? Còn mấy cái còi rút hết đi. Rút nốt kiếm này ít quà. Nhiều tài nguyên để nâng tướng. Cho đồng lại. Hết chưa nhỉ? Ừ, hết rồi. Ê, chọn quà tiếp ạ. À? Lại chọn tiếp mảnh này chứ. Ừ. Này nó cho rút vô số hạn rồi, cứ còi là rút được không? Ừ, có còi. Còi như mấy cái sự kiện cũng kiếm được free cũng khá là nhiều. Rồi ok, tạm thận như vậy. Wakurama qua khó quá chưa đánh được rồi. Rồi xuống đăng nhập 7 ngày nhận tí quà. Rồi đây là tạm qua mục này, rồi cái chỗ ưu đãi máy chủ ở đây. À cái này các gói nào, cái này chắc là cái này làm chắc cái RR đúng không? Ừ. Là mất 30.000, các bạn cứ chia đôi ra tiền nhé. Cái giấy số này chia đôi ra. Nạp được ít 2. Tại vì game kiểu nó cho x2 mãi mãi. Còn nếu về sau mình chơi server mới chắc mình sẽ mua hết các mục đấy. Còn đây mua server này mua mất cái RR trước thôi. Cái này ở đây là... Cái con này mình không chơi đúng không? Ừ, con này phải làm mới tiếp không? Đa số cái này chỉ dùng làm phôi thôi. Ừ. Nên là cái này tạm thời là khoanh quay đi. Khoanh quay. Ừ, nạp ngày thì chắc cái game vừa chấm đỏ. Nó sẽ nhận qua cái quả VIP cao nhất, hiện tại mình là VIP 9 nhá. Tại vì căn bản là mình thiếu một chút xíu này, mình thiếu có tí là lên rồi. Nhưng thôi cái này cũng chả quan trọng, hôm nay test thử. Còn hôm kia, hôm sang hôm đua thì có thể sẽ bục phát mắc luôn để cho lấy cái VIP cao cao luôn. Tiếp tục sang bên này tí là nhận tí cái quà chỗ này. Này có mốc nào vàng không có đúng không? Ừ, toàn là coi thôi. Nói chung là các bạn chơi mua mỗi ngày cũng được. Cái này hôm nay chơi thử chắc bỏ qua nhỉ? Ừ. Chắc cũng chẳng quan trọng. Lúc nào chơi nạp chính là quan trọng. Bấm như hình. Ừ. Ở là khu đám mây nhé. Ừ. Cái này mình lỗi mất cái chữ nhận quà ở đây. Cái chữ nhận quà chữ đám mây. Thì thôi các bạn ngầm hiểu cái thế mà ấn thôi. Chơi game phải có tí cái kinh nghiệm thì. Ấn là 2 lần liên tiếp, mặc dù ấn 1 lần nó tối màu nhưng ấn thêm lần nữa là nhận thêm nhé. Và ăn chắc thì ấn đúc cho mình liên tục. Kiểu em thì có lần ấn được, nó thẻ tháng nhận quà này. Nhận thưởng bên này tiếp này. Đây một số cái thứ có thể nhận được luôn rồi, còn cái chỗ à còn một con boss thôi cũng thôi. Mục tiêu 7 ngày. À các bạn cứ làm cho hết cái đống này. Đấy có cái chỗ dẫn đến luôn nó cũng nhanh. Chỉ có cái là chỉ có lúc nào liên quan đánh nhau thì có thể đôi khi chưa đủ mạnh cái đấy. Các game cái này chắc mua hết luôn đúng không? Ừ. Tại cái này vàng cũng rất là rẻ nhé. Với này cái nhiệm vụ này như là hôm nay không làm thì hôm sau quay lại làm bù được không? Đúng rồi. Tại nó thường sao anh quay trong 7 ngày. Ừ. Rồi ok. Bây giờ làm tí nhiệm vụ hàng ngày. Ờ chỗ nào nhỉ? Đây. Ừ. Chưa quen giao diện lắm. Dần dần nó sẽ quen rồi sau thành như thói quen làm thì ấn bừa bừa cũng trúng ấy mà. Ở đây không biết bạn bè này có vẻ nhiều ấn tặng nhanh hơn. Ừ. Nhận quà bên này nhận nhanh nhưng vẫn được 4 người bạn thì ra thế giới các bạn thì người dạ là ít bạn thôi sao? Black Dragon ở đây là đấy, bạn bè thêm chỗ nào nhỉ? Vậy là nếu là bạn này bạn bè rồi đó. Gia tộc thì không có thôi rồi về sau kiếm sau. Chỗ nào bây giờ nhỉ? Vào tí túi đồ con nâng tướng được thêm. Chỗ mảnh này nhận hết đi. Mình vẫn không thấy cái nút nào làm nhanh tí. Nói này đồ cắt rốn. Thật sự cái này ấn rất lâu. Cứ nghĩ đến cảnh nào nếu nào sử nạp tiền cho nhiều ấn thì cũng được rồi xong. Sẽ dùng ông tu. Nếu bạn nào mà bận quá ấy, thì thực ra game này mình không chắc chắn lắm, nhưng nghe đồ thì như chắc cũng không bị cấm auto click đâu. Thì bạn ấn auto click chỉ với easy chữ xem này, sau chỉ một lệnh và chữ chế tạo này, một lệnh và chữ chế tạo tiếp này, là có xong rồi cứ để như vậy lặp đi ấn vào chữ vào một chỗ trống bất kỳ này. Sau đó lặp đi lại rồi cho cái lệnh lặp đi lặp lại auto click liên tục như vậy cho khi nào hết thì thôi. Đây là cách làm nếu trong trường hợp mà bạn bận quá. Còn thì hiện tại mình nghĩ là những game mà nó làm không tối ưu ở cái chỗ nhanh như này thường sẽ không cấm auto đâu. Còn một số trò mà dùng auto sẽ bị khóa nick nhé. Nhưng mà riêng cái trò này mình nghĩ là không, thường các game chiến thuật kiểu này không cấm đâu. Tại vì biết thường người chơi cũng không có thời gian rồi. Còn đúng ra là game làm cái nút đấy bên trong game sẽ tốt hơn. Đấy là nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Chung là linh hoạt. Nói chung là tùy cơ ứng biến thôi nhé. Có sao chơi vậy. Xác định chơi chấp nhận thì game nó nhiều hạn chế lắm. Thường cái game nào cho bạn nhiều quả thì đôi khi cũng kẹt theo nhiều lỗi. Cứ xác định như thế. Để mình tiện game nào mình chơi game đấy. Quan trọng nhất là cái ông nhà phát hành nào ông ấy chăm chỉ lắng nghe.
Thế còn mình biết là nhiều cái lắng nghe xong cũng không có sửa được đâu. Mà thôi thì cứ tùy cơ xem thế nào. Vào tí gọi là tí anh nghĩ trang bị chỗ nào nhỉ? Chỗ túi đồ. Túi đồ chỗ trang bị mở cái hộp. Vật phẩm. Vật phẩm nào? À vật phẩm ở giữa đây. Này nó cho ngẫu nhiên con xong đống quà. Nói chung mấy cái còi cũng có thể kiếm được trong cái gói quà. Đá này vẫn là một đá một lần rút à. Ừ. Nay được 5 cái LR chắc hôm nay lại kiếm tí Naruto lục đạo đang lên. Có cái quà đinh tinh ấn được thì nhận hết rồi. Tất cả những gì ngon nhất hiện tại đang dồn hết cho con Naruto. Mày chẳng may lại tiếp tục nâng tướng. Nâng tướng nâng tí thì má. Thì người có lên được má nào được không? Đây là búp tiết cái hoạt. Nâng tí. Cái thời điểm mình chơi thì đang cái hỏa đang tiện con Naruto tiện thì dồn cái hỏa nhé. Có ví dụ đợt bạn chơi với đâu thằng lôi hay sang cái gì khác bạn dồn cái gì khác. Nhưng các bạn chơi con nào nhiều trong đội hình thì nâng con đó. Thế để chọn tiếp không? Để chọn tiếp con tiếp cho con Naruto một dồn. Đấy khi nào nó mắc được 30 sao. Vì game rất nhiều tướng không nên vội sưu tập sớm. Sưu tập sớm là dễ yếu lắm. Còn vì sau khi mình mạnh quá rồi đấy mình sưu tập cũng chưa muộn. Tiếp tục về ghi búp tiếp hệ hỏa. Để dùng auto click thôi. Để chỉ về hệ hỏa các bạn để auto click cho bấm tự động nhé. Nếu bạn số lượng đá roll mà quá nhiều nhé. Ở đây mình roll từ tận 105 đá thì thường chọn auto click mình chiêu mộ cho nhanh thôi. Còn nếu không thì ấn thủ công cũng được thôi, ấn thủ công lâu lắm. Ví dụ sau này nạp cái này nó lên ấn tích lại tọa độ. Cái nghìn đá. Tại vì các bạn là game này nó cho bạn kiếm rất là nhiều nha. Nên thành ra là bạn xác định lại. Nên bạn xác định dùng auto cho nhà thôi. Là thấy này ấn nhanh đến mức không kịp nhìn thấy tướng gì đúng không? Nên ấn lại cho nó nhanh thôi. Nhưng mà ấn tay rất là lâu. Ấn vầy vèo phát là xong. Được cái may lúc ấn nó cũng mượt mượt thì nó không bị lag. Đấy, ấn rất là nhanh, ấn cho hết luôn. Sau rồi sau tích điểm lại đi đổ thêm mảnh Naruto. Cũng như trong quá trình quay biết đâu nó hên ra được thì tốt. Rồi tổng hợp sau rồi quay lại chỗ khác. Này mới rất là nhiều. Có gần nghìn cái vé quay thì nó hơi lười. Quay dọn kho nữa. Kashikojin thì có chơi đấy sao nhỉ. Chúng nó cho kiếm vé quay rất dễ, thế mua được cả vé quay thì bí quá là dùng vàng, tính ra cũng dễ lắm. Tính ra ra phẩm cao cũng nhiều, thì mỗi tội nâng nó khó thôi. Đây, cho lên luôn 185 không? Thiếu. Sao ở đây là điều kiện là con là cái nào đủ điều kiện có chấm đỏ, còn cái nào chưa có là không có, tại vì đang cần con 7 sao nữa. 8 sao. Thì đang thiếu con 7 sao, còn Naruto mình đủ 3 mảnh rồi. Con khôi thì có hết rồi. Đây. Giờ đi làm một con 7 sao. Này làm con 7 sao. Mình sẽ kiếm một con nào đó mình xác định không chơi nhé. Mình đẩy lên 7 sao. Ví dụ đấy ấy đi. Đây ra. Chọn con 5 sao bất kỳ và cứ lại chọn con nào mình không chơi nha. Chú ý là phải chọn không chơi nha. Rồi sau đó thì kiếm lại mảnh nữa sao. Lần lên được bây giờ 6 đúng không? Rồi cho tiếp một con 6 sao khác vào cho nên 7 sao. Xong rồi quay sang là viên điệu búc con Naruto lên thành 9 sao. Rồi ok, sau đó nâng cấp lên được. Đây nó sẽ tốt. Cái này 5.000 cái vi này khá là cái này nó ná vàng, không phải là vàng, nó gọi là thóc à. Nó gọi là cái gì ta? Tên là gì gọi dần cho quen. Thuốc tăng bậc. Tốn 5.000 thuốc tăng bậc. Cái này càng lên cao thì càng tốn nhiều.
mấy cấp đầu cảm giác là ít, nhưng bản chất sau kiếm rất nhiều. Game nó hay bẫy nhau vậy để cho các bạn tiêu bớt đi, xong rồi sau nó thiếu ấy. Thiếu phải đi kiếm một cái để nạp thêm vào đường đời đấy. Chín sao. Và 9 sao. Đây, giờ theo có cái shop này, à đây cái shop này nó có bán mấy cái con mà ví dụ mấy bán luôn con 9 sao. Bạn nâng cái con 9 sao khó quá thì vào đây cái shop này nó có cái hồn ninja 9 sao này. À. Mua cái này là nó thay thế cho một con 9 sao. Nhưng mà cái điểm này kiếm dễ không ta? Cái điểm này như là cũng nói chung là mở mấy cái gói rồi free cũng có mà nạp thì nó sẽ có nhiều hơn. Trời. Để mình xem coi có cái gói nạp nào sẵn có nguyên liệu cho mình cần sẵn, nếu mình nạp luôn để mình lấy một cái đó luôn cho nó nhanh. Đây ờ như mấy gói này nó sẽ qua đấy bao nhiêu đấy, triệu đấy. Hay trăm 100.000 à, 100.000 tức là 50 rồi. Đúng rồi, ví dụ thôi mình nạp sẵn đây, mình nạp lấy cái gói này đi, lấy cái gói có hai con lượt rồi tự chọn đi, lấy một cái gói này đi, 100.000 coi là ở ngoài tính là 50.000 tiền nạp vào vậy thì cũng không không khó. Ừ. Được cái cung VIP hai cái à, cho mua rất nhiều lần đúng không? Ừ, cho một cái một tuần cho mua 100 lần. Nhưng mà chỉ cần mua vài con để vừa đủ để nâng thôi. Chứ khi mà nào đua top thì mua nhiều thôi. Chứ còn bình thường thì mua vừa đủ thôi. Đây, các bạn vào đây bấm xem, bấm dục. Nó sẽ hiện cái shop này. Shop này thì mua cái hồn ninja 9 sao, mua trước một cái rồi tiếp. Mua một cái hồ cho đấy để thay thế con 9 sao nữa phải ghép, không thì bạn lầy mà ghép đây cũng được. Thay nhiều thì ghép cũng được. Đúng nhưng rồi. Mà ghép là chủ yếu là bạn sẽ tốn cái này nè, tốn cái đá thuốc thuốc tăng bậc nè. Còn dùng hồn luôn thì không phải tốn cái đấy vì xác suất thì nâng nhiều con thôi. Bây giờ nâng đi một con 7 sao. Cái con Sasuke thì nâng 7 sao. Hai con hồi lên 6 sao. Thì chắc là khoảng tầm 8 sao dưới thì chắc là tự nâng. Còn từ 9 sao trở lên chắc là có lẽ là nâng kia. Còn nếu mà nào chơi nghèo hơn thì có thể từ 8 sao mà nó phải mua rồi. Nó sẽ có hồn được cả tất cả các mức sao gì. Nó chỉ hay hay chỉ có 9 sao. 9 sao với hồn 10 sao. Hai à, chỉ có 9 10 à. Vậy thì bắt buộc phải chờ lúc 9 10 đó. Mình tưởng có nhiều luôn thì ấy luôn từ đầu. Tại vì từ cái mức mà 5 sao lên 8 sao nó khá là dễ. Nhiều mảnh quá nó. Ừ, nó khá là dễ lên. Rồi ok. Ở đây. Thì tận dụng cái đấy mình tối ưu tài nguyên nhé. Đây mình được con Naruto 10 sao đây. Đây là cũng hết hồi rồi. Nó còn lầy lắm, tận 30 sao cũng khoai lắm. 30 sao chắc là để cho series chính. Series này chắc mình chỉ đẩy được tương đối cho bạn thôi. Tại vì nó chưa kiểu dồn một con để cân team nhé. Những con khác bạn thấy gần như mình chẳng có gì cả. Tại vì sau nếu mình đầu tư từ nếu series kia ổn và đầu tư nhiều hơn ấy, thì đấy có thể mình sẽ đẩy cho bạn được cái team với đội hình nó khỏe rất nhiều. Còn team này đánh kiểu đánh chơi chơi tí, trải nghiệm một chút thôi. Nói chung là luôn luôn thiếu cái cuộn kinh nghiệm. Cuộc kinh nghiệm phải thiếu nhiều hơn cả đồng. Thế toàn hết cuộc kinh nghiệm thôi. Tại vì mình phải nâng khá là nhiều con. Nên chứ cái game mà lắm tướng thì thường phải nâng rất nhiều chứ. Mấy cái này rẻ nên cứ nhận hết rồi. Dùng tối đa số lần của bạn cái có này thể có. Cũng sẽ có là cái nhiệm vụ để mua đồng này nè. Rồi mua hết thôi. Và tiêu thì được làm nhiệm vụ luôn. Mua hết rồi nhận nhiệm vụ đây. Mấy cái búa này, đây mấy cái búa đập trứng ở trong đây nó sẽ có nè. Rồi. Như cái nhiệm vụ đoạt bảo này đây cũng có búa này, kinh nghiệm đoạt bảo này thì ở ngoài đây đây cái này mình hay gọi chung chung là cái ủy thác ấy. Cái này là ngày qua mình làm xong hết rồi, nhận nhanh thôi, nhanh lại bỏ vào. Tại vì cái thanh này rất là nhiều điểm nên chắc là cũng sẽ gần như là bạn thoải mái làm nhiệm vụ chỉ sợ không có tướng mà nhét thôi. Đôi khi nó sẽ thiếu mấy con yêu cầu, ví dụ đây yêu cầu con 2 sao với một con này hệ phong này, bạn ấn chọn nhanh lên, còn khi nào thiếu thì nó sẽ đấy là yêu cầu tối thiểu, ví dụ mình có 3 sao càng tốt, 4 sao càng tốt, nhưng nó chọn con tối thiểu là phải như thế. Cái này có nhiều tướng là có làm nhanh hơn không hay nó chỉ không, nó chỉ yêu cầu em xong cái kiểu như cái nhiệm vụ S này là nó sẽ mất thời gian, cái nhiệm vụ phẩm chất càng cao thì thời gian nó mất sẽ càng lâu. Được. Nhưng mà mình có thể bấm bỏ qua nhanh luôn, tại vì nó cũng khá là rẻ, nó chỉ có 50 vàng thôi so với cái số vàng có. Đang tốc một phát là xong luôn à? Ừ, đang tốc phát là xong luôn. À, sẽ nhanh không nhưng mà thì nếu hôm nào bận quá thì ấn vùng vàng bỏ qua, còn nào rảnh cái treo máy. Nhưng mà cái này nó không giới hạn số nhiệm vụ, nhưng mà có thể để 100 cái nhiệm vụ để nó tự chạy cũng được, nên không có ép buộc là phải miễn sao còn điểm là được. Ừ, miễn sao còn điểm thì sẽ còn chạy được.
nó không có giới hạn số nhiệm vụ bao nhiêu, nên là cái điểm này bạn để bạn tiếc rồi. Đây này thiếu một qua tầng ninja, thiếu không có ninja nước này, không có ninja nước rồi. Đây là cái nhiệm vụ đặc bảo cấp, đây nâng cấp 9 sao 10 sao vừa nâng con Naruto sẽ cho thưởng là... chắc là nâng con đầu tiên. Ừ, nó sẽ cho lại ít quà đây. Giờ trước sau gì bạn cũng phải nâng nhé. Nên là nâng trong cái lúc mà nó ra cái này, tại sự kiện này giới hạn ngày mà. Rồi. Như lúc 7 ngày mở server nên là cố nâng cho một con lên. Đây như cái đúng rồi, cái này 7 ngày cố nâng cho một con lên để nhận hết. Cái tối đa này là bao nhiêu sao là hết nhỉ? 15 sao. 15 sao, tức là không bắt vào lên 30 sao được, 15 thôi. Tại thì cố nâng con, ví dụ con Naruto nâng lên 15 sao được. Mà mất có 2 ngày nâng, tất nhiên là có chút nạp, nhưng mà đấy không nạp thì sẽ lâu hơn tí. Chọn Naruto tiếp không? Phải chọn rất nhiều con nhé. Nó tốn nhiều lắm, nên càng cao càng tốn nhiều. Nên là cứ chọn con trùng á. Đây cứ cố định một con thôi, còn bạn có thể chọn Naruto con khác tùy bạn, mà chọn con nào chọn dền con đấy cho mình. Thế khi nào nó được 30 sao thôi. Và trước mắt phải cố 15 sao trong cái tuần đầu. Hai con 9 sao với lại một con 7 sao. Chắc mình sẽ nâng lên 11 thôi để cho tối ưu sức mạnh luôn. Nâng con 7 sao đi. Lại nâng tiếp một con này làm phôi tiếp để nâng tiếp con kia nhé. Mấy con này nó sẽ ra được rất nhiều UR, SSR thì không quan trọng, các bạn cứ nâng chỉ là mấy con là vì game nó cho bạn lấy tướng dễ quá, tự nhiên cái phẩm từ UR đổ xuống lại cảm giác hơi thừa. Tại vì mình sẽ chơi toàn LR chính thôi, hiện tại thì chưa đến mức phải dùng đến các con phẩm thấp, tại vì kiếm bản chất người chơi cày chay quá thì là rôn nhé, kiểu gì mà chả rôn được con LR, chẳng qua là dồn được không thôi, chứ còn kiểu gì cũng kiếm được. Leader. Đấy, tôi vào chỗ cái thẻ đại chiến ấy để lấy tiếp cái mảnh nhá. Cái mảnh ninja 9 sao. Đổi hai cái hồn đi. Cái này là cách nhanh nhất, cái này giống như là nó đi được tắt thôi. Còn nếu mà không có tiền đầu tư mà chơi kiểu lầy thì cứ nâng từ từ nó sẽ đủ nhá. Đây rất nhiều tướng. Nhưng mà thường thì chơi game mình nên bỏ ra mấy trăm nghìn đồng. Để nó lợi thế. Đầu tiên là lấy một số cái quà đầu cái này cũng được. Còn những cái mốc sau thì không khuyến khích, tại vì mốc sau thì tùy tài chính thôi. Thì có mấy mốc đầu ấy cho nhanh. Để đấy vì thực ra ấy, bạn phải có một con mạnh ấy, bạn đi được các cái để lấy tài nguyên. Yếu quá thì không lấy được. Đập tí. Còn cái này đập thì bằng tính mình đập mắc rồi. Hết búa. Nâng cấp đây là những nâng cấp ninja 11 sao. Rồi giờ vào tí để xem mình chạy tiếp mấy cái phó bản ngày qua coi đi tiếp nổi không. Cái ngày đấy qua là qua rồi, chỉ cần càng quét là xong. Ừ, hôm nay đi lên mức thường mà qua đi mức dễ là thấy chật vật rồi. Những con khác sẽ chết rất sớm không, chỉ quan tâm con Naruto có sống được không thôi, có gây sát thương không. Hiện tại Naruto lên cấp 170 rồi, nâng được lên 11 sao không. Không, vẫn thấy sát thương chưa đủ lắm, phải cho mất được tí máu thì chưa được nhiều lắm. Chắc phải nâng, có cần nâng thêm con nữa phụ không nhỉ? Để xem. Chứ mình nó vẫn chưa cân được. Đánh là thấy có mùi thua rồi. Susanoo của Itachi. Không trụ được. Không nói rồi. Mỗi lần thua để hiện ra quà lần đầu. Tháp ra, không biết cái tháp này đi nói như quay đi được 14 tầng. Này chắc cũng khá là khó. Có cả server một ông đi được à? Ừ. Tại thường xếp hạng chắc là khoảng tầm 5-10 top đầu. Nên là game chỉ làm dễ bạn 10 cái map đầu tiên trong cái map chính thôi nhá. Còn về sau bạn phải mất công luyện rất nhiều đấy, chứ không phải tiên nó cho bạn dễ như vậy đâu. Chỉ hỗ trợ bạn mấy cái cấp đầu đấy tính năng thôi. Còn để vượt qua nó phải dồn rất là lâu đấy. Khá là trâu, quái cũng khá là trâu. Căng đấy, cảm giác không thấm. Gây tí sát thương xong lại hồi đủ máu luôn rồi sao. Chưa đánh được. Phải đi làm thêm tí. Nâng cấp gì đó. Ở
có lẽ cái này thoát ra làm cái khác nó đánh không không nút thoát đi. Ừ, không chỉ như mình bấm một cái là được lúc để tự đánh này. Cái này nó giết cũng khá là lâu 15 lượt mới hết thôi. Ừ. Giờ khi mình vượt qua 10 cái chat đầu tiên cho mình làm nhiều việc khác xong sang xong đánh đấu trường rồi đi đánh đấu trường đi đấu trường hai cái đánh nhau nó làm xem được đủ lúc không vẫn được cái như cái gì nó định đánh như vậy thì đánh vậy bạn này cũng chơi Naruto lục đạo phải check qua thông tin này thì mới có 10 sao 11 sao không biết như nào chiến thắng cũng là chơi kiểu dồn thế cấp chúng ta xuống thấp lắm. Rồi. Đấy nếu trường kéo win rồi. Ừ. Thua tí level mà hơn được số sao nâng. Chắc là thắng thôi. Ừ. Cho bỏ qua đi. Cho bỏ qua đi. Ba mươi lần cho bỏ qua. À, tức là mình tích số lần đánh. Nghĩ như mình đánh thách đấu đấu trường 30 lần cho bỏ qua. Từ mỗi ngày người đánh có 3 lần. Đấu trường có giới hạn số lượt thôi. Đấu trường này. Bằng cái đánh bằng cái vé này à. Bạn nhiều vé rồi đánh bao nhiêu lần được có còn nhiều này được chơi con Asura này. Asura Gata Gata này UR luôn nên là không dễ dồn cảm giác là game này các bạn cho nên chơi LR thôi chơi cái bậc cao nhất thôi để trải nghiệm cho nó tốt. Thì UR nói chung tướng dễ kiếm thì cứ chơi con nào bậc cao nhất mà chơi. Này phải thắng rồi. Áp đảo rồi. Mỗi gara sống từng tí. Gara như là cũng tăng. Đây cái linh hồn này là nếu mà qua mỗi lượt thì nó sẽ tăng tỷ lệ hồi sinh lên. Đây là cái linh hồn. Chỉ cần con còn sống thì qua mấy lượt rồi con này đi qua 5 lượt chắc chắn qua 5 lượt rồi con này chắc chắn sẽ hồi sinh lại được. Cái kia như là build gara đủ trâu để hồi sinh. Thế hồi sinh lại Asura. Hồi sinh lại máu ít lắm. Hiếu cố gắng nói to to một chút xíu nhé. Nó vào vào mic nó không 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 rõ tiếng. Mình vẫn đang thắng này, này áp khá áp đảo. Chơi cho giai đoạn đầu mình rất là số lượng tướng với số lượng cấp nó không quan trọng. Quan trọng là dồn được bao nhiêu sao thôi. Mấy cái map đầu thì cái lượng kinh nghiệm nó tăng rất ít nên là bạn cứ càng quét cho nó nhiều lên cho đi tới cái map tối đa mình có thể đi rồi xong bắt đầu mình chiến nhanh thì nó sẽ nhận được nhiều kinh nghiệm hơn. Cái VIP của mình thì chỉ là nhận được tới đây như đây mình chiến nhanh cái này thế thiếu một lần thế bắt buộc phải lên thêm một VIP để chơi hơi quái om nhưng mà thời gian hôm qua không đủ VIP vẫn làm hết thôi vẫn đủ 100 dương một gia tộc lên đây nhanh thì đủ này.
Hiện tại ở mấy ngày đầu thì nó chưa mở cái mà đánh PvP liên server, nó phải chờ tới một cái cấp nhất định nó mới mở cái đó ra. Mở cái đó ra thì sẽ có nhiều cái chức năng hơn để mà chơi, thì khá là mạnh. Mitsuki đánh để lấy lũ chắc hương, nếu không cần đánh, nếu mình đánh thắng con này thì không có cách nào thắng nổi trong năm hiệp đó. Lấy đánh một lượng chắc hương rồi để càng quét, càng quét cho đủ lượng, đủ rồi. Quét nốt, quét nhiều thì tới đây nó có bảng xếp hạng này. Xem thử mình đứng hạng bao nhiêu? À, mình đứng hạng 3, 4 rồi. Tức là một server tính ra mọi người cũng không có chiến mấy. Nó tùy hạng server, là nó quá mạnh, đánh không được nhiều ra, thì cụ bản hàng ngày hai lần. Đây cái này, này chắc càng quét tí lượt miễn phí, mấy tí lượt vàng. Cho dù hết số lần có thể ấn thôi. Thì cái ải dưới khá khó, chắc là phải nâng cứu 1-2 ngày thì mới có thể đi qua được. Mà chắc là xếp về xếp thứ tự khó, rồi khó bản đồng cũng đánh được, thì chắc mấy khó bản dưới chắc chắn đấy rồi đâu. Thế rồi đi lần lượt. Em thấy cho quét 50 vàng mà cho tầm 500 vàng. Tính ra lời. Ừ, ra lời cứ càng quét cũng vàng. Cái này thì qua đi không mỏ một ải luôn, cái này khá là mạnh. Thế em đang có thử đại phát không? Thì nó là bước dễ. Cái cấp 65 nó vẫn hơi chùn. Thấy cấp 5, cấp 10 của nó khỏe lắm rồi. Mấy cái ải này kiểu nó bắt mình phải nâng được 5 con đều như con Naruto chứ mới đập được. Thì chắc là chết nhanh rồi. Sao Naruto vẫn có thể gây sát thương được nhưng mà mình nó không đủ. Vì Naruto dạng Baryon đánh đau. Còn nào chưa kết bạn thì nó có nút thêm bạn ở bên góc tay phải nhé. Còn ai có nút ai kết bạn rồi hiện là giữ dễ chữ trò chuyện thì mình cứ vào bảng xếp hạng, mình chọn những bạn ở trên top, bình thường bạn đấy là bạn là còn chơi ấy. Và nhiều khi người ta cũng cần bạn bè để người ta tặng mà, nên là ấy để người ta tối ưu số lần free để kiếm được cái team để đi gacha góp bàn hội thì góp mức cao nhất. Đấu quét cái gì đánh nổi chứ tạo trang bị được chế mấy bậc cao hơn. Trường còn rất nhiều được đánh like tiếng đồng kỹ năng này, nâng cái này lên sẽ tăng sức thương vào trong chỗ ra tổng. Cái này nâng bắt buộc nâng lần lượt đúng không? Nó không cho phép mình chọn cái nào trước cái nào không? Nó cho chọn. Cho chọn á? Không, nhưng mà ý mình cái ô xung quanh à, đúng rồi. Ô xung quanh thì lần lượt là mình có thể chọn nâng thể thuật, nhẫn thuật, đỡ đòn hay hồi phục. Nhưng mà cái nâng level lần lượt tất cả các ô từng level 1 và đấy là tiêu hao lượng đồng của bạn. Tướng vào để đổi lấy một cái nguyên liệu. Từ đây máy mảnh nhiều đặt vào. Dùng vật phẩm thừa các bạn để đổi vật phẩm khác nhé. Tí luyện này thì khi nào mà cái
cái cốc bia đấy ở chỗ nào nhỉ? Cái cốc bia này như là cái điểm năng động hàng ngày mình làm ở trong vui. Ừ. Rồi đi quyên góp thì tình tích cái đấy. Ừ, đúng rồi. Xong rồi cái giống như boss đây, giống như là một con boss vui vậy. Rồi. Như là cái chủ vui hoặc là phó vui nó sẽ mở lên. Này là mới cái vật phẩm. Thì vẫn ưu tiên những cái thứ mua đầu tiên là ưu tiên mua vàng trước này. Cái nào thực sự quá ngon mới dùng đồng thôi. Thứ hai là mua tiếp là mua những cái gì à? Mua cái thuốc tăng bậc này, mua cái cuốn kinh nghiệm này. Mà nếu có đồng thì mua đồng, đây không bán đồng đúng không? Đây chỉ có tiêu đồng. Mua thuốc tăng bậc với mấy cái đồ màu cam này để bạn ghép lên thành đồ đỏ này. Rồi. Rồi cái này cứ mặc định cứ ba món là lên, có cơ thể phẩm cao hơn cần nhiều hơn không? Không, cái tức là cứ ba là lên, ba món trùng là lên. Ở đây nó bán đồng mà nó bắt mua bằng cuốn kinh nghiệm cũng là hòa đều. Tại vì hai cái đấy đều đắt như nhau chứ. Cái nhà này tại có chưa trang trí gì cả. Cái nhà này tầng tối này để trang trí. Vừa có bạn bè chắc đi thăm rồi chứ, vẫn chưa có. Đây ghé thăm được một người xem nhà người ta thế nào. Cũng thế. Nói chung chả ông nào buồn là xây dựng cái này. Chắc nó không tăng cái gì nhiều lắm nên chắc còn sợ nào vẫn tăng cả. Nguyên đi lo nâng tướng các thứ này nó mệt lắm rồi. Mấy cái này chưa làm được. Cái kỹ lưỡi thì quá khó. Tại các bạn là game rút nhanh bạn cấp nhé, nên thành ra một số cái sẽ hơi quá sức trong lúc giai đoạn đầu. Đấy, cái này cái vị trí này mình thách đấu thì nó do được xếp danh người đến việc đánh này. Đánh cái này nó sẽ cho cái danh hiệu. Danh hiệu này là sẽ được tăng tăng các chỉ số công, chỉ số máu rồi vậy. Thì cái này đánh ra cổ. Đánh cái này thì nó yêu cầu một tí rồi khắc hệ để đánh được cái này. Không biết đánh nổi không? Bỏ qua không nổi. Nhưng server thì chưa mở. Cấp thế giới, đây là bạn có thể xem cái cấp thế giới ở đây. Cấp thế giới 83. Cấp thế giới vậy là cái liên server nó yêu cầu cấp thế giới đạt 100. Thế giới này là cấp độ trung bình. Nên làm sao là tăng cái cấp thế giới lên nhỉ? Là kiểu như là trong server tất cả mọi người sẽ tăng đến một cái cấp nhất định thì cái cấp thế giới sẽ tăng lên. Tức là tính tổng tất cả anh em à? Ừ. Đây này nó ghi cấp độ trung bình của 50 người cao nhất. À tức là 50 ông cao nhất. Do vậy thì các bạn nào chơi chơi cùng nhé. Cho nó nhanh chứ không. Vào server một mình chơi thì đúng là chỉ một mình thì tức giờ. Thì dự kiến sẽ chơi ở S27 và S26 là chơi test thôi. Như nãy mình làm cái gì đó nó sẽ cho mình một set đồ như mình nâng tướng lên bao nhiêu sao nó sẽ cho một set đồ full đồ đỏ 5 sao thì dùng luôn cho Naruto thôi. Đây rất là mạnh rồi. Bên này không có trò cường hóa đồ nhàn hơn tí. Cường hóa đồ nhưng mà bù lại bắt nâng rất là tốn nhé. Tại nâng 30 sao là quay lắm đấy. Nên nó đỡ cho bạn cái này nó sẽ bù lại bắt bạn cái khác. Cường hóa đồ tốn đồng. Ở đây có mấy cuộn cam này, chắc sẽ thay vào thôi. Đây mấy cuộn cam. Thay thế. Đây mấy cuộn cam. Cho tí tinh lượng. Cái này cũng khá là ngon nè. Bảo kích cũng khá là cần. Cái này máu à. Cần tí công nhiều hơn. Cái này chắc là tinh lượng lại đi. 56 ca khá là ít. Đối phương và thể thuật không cần. Nhưng cái này cần. Tại vì đang chơi con nhẫn thuật. Chắc chờ mà hai cái kỹ năng khác nhau thì nó nhiều tiền lấy, mà nếu có cái ngon thì lấy. Đối với mấy cái dòng ở trên thì thuộc cũng thêm mấy cái dòng công ngon. Cái tấn công này không quá chặt nè. Nói chung cái này tẩy khá là tốn, nhưng mà ban đầu mấy cái kỹ năng thêm thì nó cũng mình nghĩ nó cũng chưa có mạnh lắm. Nên là đây ôm thấy cái này ngon hơn này. Cái này là 30% hóa giải hiệu cái búp của đối phương như vậy là chết được hồi sinh. Ok lấy cái này đi. Đây, chế tạo được tí thêm tí trang bị cứ chọn thế cái gì cứ chấm đỏ chọn chế nhanh thôi cho nhanh. Ừ. Nó sẽ tự động ghép ngay mọi người. Thank you.
thêm cái nhiệm vụ kia tặng nhiệm vụ bạn này làm nhiều thêm này nên nó chỉ đủ tim được có 60 tim ngày qua đủ hôm nay lại không đủ nè kỳ đấy. Chưa kịch hoạt đặc quyền là bắt mua cái gói à, cái gói này 200.000 cái gói này một tháng lấy 200.000 à, nó mua gói này sẽ tăng lần chiến đấu nhanh lên thì phải 200k con là gói này 100.000 coi chọn xem có đủ không đủ đến chẳng cần thiết mình mua sớm để lên server kia thì mua cái tâm mà thích nhảy khác 3 lần nên mình làm gì có đủ 3 nhà mà mà được 3 thật mấy mày chắc là đang chuẩn bị thêm cho mình ít thêm khi chẳng có gì một bàn sẽ không đủ rồi. Đi triệu hồi kiếm thêm mấy cái này mấy cái con LR này khá là ngon thì cái cuộn triệu hồi khá là nhiều còn gì nữa làm tiếp tục đi ải tiếp tục chạy mắt đi tiếp tục chạy mắt lên mắt cao nhất thôi giờ cái hàng sau nó trâu hơn thì sao mà đánh hay là do nãy có lý yếu đánh thì do nãy không yếu thì mình đánh ok bắt chứ ông được phải đánh trong lúc này mình có thể ra làm mấy việc khác được thôi cứ xem đi thôi chắc gì mấy kia đánh được cứ đánh bình thường thần khí sáng siêu tưởng ở đây một con hành mày nhận thưởng kích hoạt cái này nè ở đây mấy người nhận được hết rồi thần khí bắt lần lượt đúng không ừ thần khí là như tại vì đi qua số màn chơi nó tăng cả cái sau là tăng thêm gì như các bạn phải đi phi lưu á đi mà vượt vượt map càng nhiều thì nó sẽ mở được nhiều thần khí hơn bây giờ tiếp tục vượt đây nó cứ tự đánh mình rồi sẽ có chặt nhọn ở đây thì chạy tăng cái màn này đi qua đây, đi càng nhiều màn thì sẽ nhận được nhiều mấy quà được gãi đây nhận luôn đi quà này ở mấy cái map đầu khá là cùi mấy càng lên cao thì sẽ quà được càng ngon hơn nhiều phát hiện một đầy nước kìa đi ra mở mình đi ra trà chút xíu đi nước kìa ở phòng gió xem anh đang có một cơ hội được được một con nước hai con Churade ông Sakura bỏ qua nhanh để thấy một phát 10 con bắt phải click click thì nó hơi phiền cũng bình thường thì đừng ngắm dàn tướng được không bộ Yamato ra Sakura mấy phát rồi xong nhiệm vụ cú già mấy con rồi nó như URLR biểu tượng giống nhau hết cái biểu tượng hoạt ảnh cũng chưa ra giống nhau hy vọng sáng nói chung quay cái này vẫn có thể là ra được LR nên là
là không phải lo về cái tướng mà. Chỉ là không biết anh ra con trùng hay không, chứ lờ rờ thì cái này vẫn có thể ra được. Khá là nhiều nhân vật, vật khá là đa dạng, kiểu mày thấy một con nó chia ra thành nhiều cấp bậc, nó nâng cấp lên. cái dạng sexy ở đấy, không biết kỹ năng có mạnh không, hôm nào buồn buồn nâng thử tí. Đây con LR của mình là Hinata. Sẽ dơ lép vào cái đéo gì? Mình không rõ. Nó là ghi test nó bị sai. Đang được con LR. Hashirama. Đây, nếu mà quay đầy quay đủ nghìn lần cho một lần nhân dương. Cái con này chắc chắn cũng là một con 5 sao, con 4 sao. Nói chung thì cứ miễn sao làm đủ được 100 điểm là được. Còn cái nào chưa có thì thôi, thì từ sau. Mày quái khá là mạnh. Nói chung là cấp của mình với cấp của máy nó không liên quan nhé. Cấp mình cao cũng không đánh cấp máy thấp đâu. Không đau thì nó trâu quá, đánh mình không chết mất mấy máu thì mình cũng không giết được nó, sẽ hết lượt thì mình sẽ tính bị tính là thua. Nhưng mà như nó chỉ cần yêu cầu đánh là nó cho qua nhiệm vụ. Đúng rồi, chỉ cần thử thách cái xong rồi. Đây làm cái nhiệm vụ triệu hồi 40 lần mắc nhờ mắc hết quả. Ngày đấu đây, cái một ngày thì cái thằng cứ làm cái này để cho nó mở hết cái này. Đấu khoảng 70 ngày mặt. Vượt tháp cái này chưa đi nổi rồi, tháp mặt quá. Ở đây mình được rương. Rương cuối nên bạn, các bạn nên tích cái điểm này. Cái điểm này sau này sau 7 ngày thì nó mở cái shop ra, có rất là nhiều con tướng ngon hoặc là trang phục để mà mua. Rất là nhẹ nhàng như vậy đấy. Về sau lên server biết có bận không, cái giai đoạn này chơi vậy được. Tức là mình cần những game nó nhẹ một tí. Để sao nhiều khi bận. Tắt đấu nữa mà top 1 thì so tài ấy. Năng lực của mình tới đâu không? À, đúng rồi, tính ra đánh đấu trường nhỏ lên cao thêm tí để vô đánh cái kia lấy tí danh hiệu. Sao cái Naruto kia chả hoạt ảnh đi, đương nhiên. Naruto đầu lắc. Mình cảm tưởng như nó làm hình tĩnh luôn ấy. Để thấy cái viền ở dưới vẫn có ấy. Viền dưới chân vẫn có, mà đánh thì không có gì. Nhiều hiệu ứng ngồi khá là hiệu ứng nó ấy, nhưng mà nó lại làm chất lượng hình hơi sơ kém. Xem điện thoại chắc không vấn đề đâu, mà xem trên bản PC, trên giả lập ấy nó sẽ hơi mờ. Kiểu dạng chia sẻ chakra của con Kurama của hai bố con Minato, Naruto. Đây là hai anh em dùng Susanoo, Itachi, Sasuke. Trông khá là phản tráng. Nó chỉ tiếc mỗi cái là nó không nét thôi.
Thế nét là trông ngầu lắm chứ. Chắc chắn là thua rồi, đến top 1 thì chắc chắn là thua rồi. Qua là xem qua bạn tí xíu là sao server kia đỡ bỡ ngỡ thôi. Cách người ta chọn đồ, cách người ta chọn tướng linh tinh các thứ, đội hình các thứ linh tinh xem có cái gì đặc biệt không. Mình nghĩ chắc là phải kiếm thêm tí bí thuật rồi nha. Nói chung là nâng cấp tí bí thuật rồi lên cho nó mạnh mạnh tí. Chiều thì nó liên tục. Như con này bắt đầu vô cái trạng thái hiền nhân à. Hiền nhân là không bị đánh trúng. Ừ, không bị đánh trúng. Nhưng mà nó sẽ bị đốt máu mỗi lượt. Bên này nó không thể đánh trúng mà thế rồi nó không ra chiêu. Bên này con này có cái vũ khí này có gì mà không đánh trúng được. Các top thử xem như thế nào. Cái này chơi Hashirama có cái năng lực của mình tới đâu. Những ngày thử game năng lực tới đâu. Này đánh có vẻ đầu. Để cái con Gaara trâu. Cái con Naruto kia thì mạnh không nói làm gì rồi. Còn lại cái con khác thì cũng chết sớm. Nói chung hầu như trong server cũng chả ông nào build được 5 con khỏe đâu. Ừ. Khác là thiếu tài nguyên bây giờ đầu. Ban đầu chắc nó nạp rất nhiều build được 5 con khỏe. Đa phần thấy chơi một con sát thương một con tăng. Thế ai chơi con mèo về sau xưa kia chắc phải quay cố con mèo. Thầy thấy là hai ông top đầu rồi chơi rồi chắc là 99% nó con ngon nhất rồi. Con mèo có nhớ khả năng gì không? Mèo nó gây sát thương nhưng mà nó còn máu mỗi hiệp. À, con mèo là gây sát thương nhẫn thuật. Ừ. À, bỏ qua khi các gây sát thương trực tiếp điều trị không có tính không gian đi. Dựa vào 55 tạo khiên. Tạo khiên như con mạnh nhất bình bình. Top 2 cũng thua. Ra đánh đấu trường tí cho nó đủ 30 lần. Nãy mới đánh 6 lần. Em khá nhiều. Đánh xem chiến báo tí. Junade. Đánh mấy bạn top dưới thì chắc cũng nhanh hơn. Cũng không nhanh lắm. Thì mấy bạn này cũng chơi con. Đa số là ai người ta cũng chơi con này. Chết được anh búa dối thì con Naruto cũng chết sớm. Tính ra con Itachi level 1 vẫn sống. Thôi vừa khen xong phát chết luôn. Cái này đấu trường nó là đấu trường trong server hay liên? Đấu trường này thì trong server. Trong server. Đấy, tí này đi là bạn này chơi hai hồi sinh luôn. Ừ,
như Asura có hồi sinh, Naruto có hồi sinh. Asura là của đấy giống như Phật Quan Âm ấy sao. Naruto mạnh hơn, đánh vẫn dễ hơn. Không Onoki. Còn đấy chắc tanh nhá. Bên Thổ Quốc thì chắc thế. Có cái quả trần độ. Mà không biết trong game có mạnh không? Trước mắt thì chết bà là sao? Trong game thì như ông này búp cho cái khiên cho con Naruto kia đúng không? Trong game mình đi với cái ông ấy là búp tóc như vậy, búp bất tử. Vậy à? Ừ. Hay có cái khiên là bất tử cũng được. Ừ. Ừ, như đa số như là được bất tử một lượt. Xem tí yêu. Đây là tăng tóc, búp tóc, búp tóc ấy. Vậy là chiêu kích hết các chiêu. Ừ. Chiêu thương, phá giáp này, những chiêu cuối này, mỗi lần hành động này. Bất khả chiến bại. Phải chiến bại. Và thêm lớp kim cho độc. Đơn vị này biểu diễn sát thương một lần. Chắc là con này cũng là con bức tăng khá là ngon cho team bất tử bất tử liên tục. Vì tốn tài nguyên quá nhiều hầu như ông nào chỉ có con Naruto đấy là khỏe thôi. Mỗi con lục đạo là được nâng trước thôi, còn đa số con kia là nhiều khi người ta còn chưa kích được hết kỹ năng. Nên là ra mình xem đánh nó còn đang dễ. Đa số người ta vô nên nâng con Naruto trước đi map thì dễ. Con đấy một mình nó cân được cả cái map luôn cho tiện. Số con cũng ngon, lại con Asura này cũng khá là mạnh. Asura này đi map cũng ngon. Thế thôi, chắc là xem hết trận này kết thúc video tạm thôi. Nếu mà ngày nay không còn gì nữa thì thời lượng nó còn gọn tầm tiết. Thì xem nốt trận này thôi. Nói chung là trước mắt là thấy cái này đua tốt nó nhàn nhé. Tất nhiên là cái về lượng đua tiền thì không biết, nhưng mà về cái chơi thì hiện tại đang nhàn. Tại vì ra một số cái khó quá đánh không nổi, bắt buộc phải mất thời gian để luyện. Kiểu như mới 1-2 ngày đầu mà đánh nhiều quá thì cái game cũng không còn gì để trải nghiệm nữa. Rồi 2 ngày đầu rồi. Chính xác hơn là mình nghĩ là cái bản gốc của bản này ấy là rất là bận, rất khó với cái map đầu. Nhưng vì nó rút nhanh phát 100 gấp nên là tiến là đơn giản thôi. Rồi ok thôi, thì video tạm thời sẽ kết thúc ở đây nhé. Thì bạn nào góp ý thì thêm thì có thể bình luận ở phần bình luận của video. Và thôi tạm thời giờ mình kết thúc video ở đây. Bạn nào chưa like, like đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Xin chào các bạn nhé, xin chào nhé.